Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay, mình sẽ nói qua về các lợi ích của việc sử dụng giấy phép lao động khi chúng ta đi lao động tại đất nước Úc. Và việc sử dụng giấy phép lao động ở Úc thì mang lại rất nhiều lợi ích cho người lao động. Đây là một trong những quyền lợi hỗ trợ của người lao động, giúp họ có thể tự do làm việc và được bảo vệ bởi luật pháp đất nước Úc. Và phải kể đến một trong những lợi ích chính của việc sử dụng giấy phép lao động ở Úc là nó sẽ cung cấp cho người lao động quyền lợi về bảo hiểm y tế. Theo đó thì người lao động có thể được bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Và hai loại bảo hiểm này thì sẽ giúp cho những người lao động tránh khỏi những rủi ro liên quan đến sức khỏe và tài chính. Thứ hai, giấy phép lao động thì sẽ cung cấp cho người lao động được hưởng quyền lợi lương và thưởng. Nó cũng cung cấp cho người lao động quyền lợi nghỉ phép hàng năm, nghỉ phép bệnh hay là nghỉ phép về con ốm. Thứ ba, thì giấy phép lao động còn cung cấp cho người lao động có quyền lợi bảo vệ lao động. Nó bảo vệ như thế nào ạ? Thì giấy phép lao động thì sẽ bảo vệ người lao động khỏi bất cứ hành vi bất hợp pháp nào của nhà tuyển dụng hoặc các đối tác kinh doanh làm ảnh hưởng đến người lao động. Và với tất cả các lợi ích này thì giấy phép lao động ở Úc đang là một trong những loại giấy tờ có quyền lợi hỗ trợ quan trọng nhất đối với người lao động. Nó giúp cho người lao động có thể tự do làm việc và được bảo vệ bởi pháp luật của đất nước Úc. Vậy là trong video hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn quyền lợi của giấy phép lao động mà người lao động của chúng ta cần biết khi đi lao động tại đất nước Úc. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn trong những video lần sau.